Em xin chào cả nhà. Em xin chào cả nhà. Em chúc cả nhà mới được nhiều sức khỏe. Mà cả nhà ơi, hôm nay Dưỡng Út với lại anh Sơn á cũng bận đi làm cho người ta, không có lên phụ em được. Rồi hôm nay chị ba cũng có ra, rồi mua hủ tiếu với giá hẹ rau cải à. Hôm nay xào hủ tiếu ăn cả nhà ơi. Xào gồm có thì thịt ba gọi sát sẵn luôn hả chị? Sát sẵn rồi. Rồi tôm thì chị ba cũng lột sẵn luôn, rồi với lại cái thêm mấy miếng đậu hũ nữa. Thôi giờ mời cả nhà vô bếp cùng hai chị em. Giờ em rửa hủ tiếu. Nằm lên tí xíu cho nó nở hủ tiếu. Chị ba rửa hủ tiếu một cân cân lặt rau cải ạ. Dạ. Lâu quá cũng không ăn hủ tiếu xào cũng thèm. Cái này chắc hồi hái rau gừng thêm hả chị? Rồi, hái rau gừng thêm đi ăn, có rau gừng mới ngon. Rồi. Một tiếng thì có gan. Đúng rồi. Ra húng cây này mà lặt cái đọt ăn còn cái gốc biết trồng sống không, thấy có rễ cũng im lắm. Trồng sống nhưng mà cực tướng, có mình nắng cực tướng, nó cũng dễ trồng. Để lấy đại mấy cái gốc này trồng thử cái được. Cũng rửa hủ tiếu với giá xong rồi, giờ em xắt đậu hũ. Tép nhiêu đủ vậy, trong tủ còn rồi chị? Nhiêu được à, nhiêu với bắp đậu hũ này được à. Qua kỳ gì đủ cửa ngục nó cũng còn ít tép bỏ trong tủ đủ lấy thêm để mai chiều đi mình có nấu canh đó, lấy ra nấu. Chắc không biết chị ra mua vậy, con kêu khỏi mua ở nhà có. Đi ra đây hái thêm nấm là lá cắt chút xíu gói ăn cho nó ngon, cắt quá thì ngon.
heo cải tốt. Lá cách này mình muốn ăn non á cả nhà, mình chặt cái cây này cho nó đứt ngang rồi cái vài bữa của nó lên thì là nó mới tốt, chứ còn mình để mình hái mình ăn tới tới vậy nó cùng nó không có tốt. Giờ em cũng chuẩn bị tiếu thịt rồi xong, giờ em bắt chảo lên ăn xào. Chuyển mưa tối quá hả chị? Không có lâu đâu, chờ cũng mưa tới ạ. À, không ra chuyển 2 ngày chuyển đó. Nay củi cũng vô được hết con cự rồi. Này chuẩn bị cắt củi vô đậy điểm được rồi đó. Lật lật để mưa tới. Bắt chảo bây giờ cũng nóng nè, em cho dầu. Dầu cũng nóng nè, em cho tỏi với hành tím băm nha. Tỏi em thấy cũng vàng nè, em cho thịt với tôm vô. Em cho gia vị lên vô luôn. Em cho thêm miếng nước luôn. Mà nói giờ xào thịt đó hả? À, lặt rau xong rồi cưng cũng đi hái được thêm ít rau nữa nè, lá cách non sức non. Nó mắm mình lá cách non. Dạ. Rồi vô đây ngâm hết đây, ngâm hồi đi rồi hả, rửa sao chứ mình rửa liền nó cũng không có sạch đâu.
thịt với đậu hũ cũng chín rồi, em cho hủ tiếu vô. Thấy nghe nhiều quá hả chị? Ừ, cũng nhiều. Tại hẹ với giá là nó chưa có sẹo còn sống nó nhiều chứ không hỏi. Xẹp lại cũng nhiều. Hôm nay Dưỡng Út với anh Sơn mất đi dán nhà màu nhầm mã cho người ta bởi không có lên phụ. Lúc này là người ta hay có tính thanh minh phải không? Dạ đúng rồi, vô thanh minh nè. Cho nên người ta kêu trước rồi, nhưng mà tại cái cũng như là Dưỡng Út với anh Sơn á là rảnh á, vô phụ cưng như nó, rồi tới khi nào mà người ta kêu làm á thì nhảy ra làm cho người ta, bởi hôm nay không có vô phụ. Cái này nãy hái được ít rau cát lồi nè chị, cát lồi, lá cách, thuốc dồi, có cái lá điều nữa mà cái cho tới đây cầm cái nó đen. Sớm giờ em rửa rau cải cũng xong, giờ em làm miếng bằm miếng tỏi ớt để hồi làm nước mắm. Làm trái thôi, để làm nhiều quá cho mẹ ăn cũng nhiều. Hồi chắc cũng phải pha riêng cho mẹ ăn miếng. Hủ tiếu thì nhờ nước mắm. Nước mắm cay quá thì ăn không nổi. Tỏi ớt á, nãy giờ em cũng băm xong rồi. Chị Ba ở chổng á, cũng có nấu cho em một miếng nước mắm cả nhà. Giờ em pha luôn. Giờ em cho một miếng chanh vô. Nãy chị Ba cũng có chừa cho mẹ một miếng riêng nè, không cay. Nặn chanh xong rồi, giờ em cho tỏi ớt em mới băm cho vô luôn. Vô sao mình đảo lên rồi cho tỏi ớt nó nổi mặt. Xong.
miếng chanh chắc được, tại vì chanh này nước dữ lắm. Hồi tiếp em cũng xào xong rồi, giờ em cho ra dĩa. Nhão không vậy? Sáng ăn hủ tiếu xào rồi khỏi ăn cơm, khỏi ăn sáng luôn. Hủ tiếu xào có rau nó ngon. Ừ. Hủ tiếu sớm giờ chưa ba xào cũng chín cả nhà. Giờ mời cả nhà dùng hủ tiếu xào với gia đình em nha. Mời mẹ mời chưa ba dùng hủ tiếu. Em chào cả nhà. Mời cả nhà ăn hủ tiếu với em. Rồi. Đây chưa ba đưa đây cưng múc nha. Múc nước mắm nha. Múc mắm không cay nữa. Có đó. Riêng đó. Có để riêng cho mẹ múc mắm không cay. Mẹ gói đi, có bánh tráng nè. Có bánh tráng gói thì dễ cuốn hơn. Mời cả nhà ăn hủ tiếu với em. Chị không cuốn bánh tráng hả chị? Không, cuốn rau. Lá cách, lá nhào, lá phúc dồi, phúc dồi. Món này ăn rau gừng ngon. Mày cả nhà hủ tiếu. Sáng tính anh Sơn ảnh lên dặn hai anh em đi thăm lờ, cuối cùng ảnh điện nói mất dán mấy cái nhà màu cho người ta gấp rồi cho nên không có làm được rồi thôi. Em mời cả nhà ăn hủ tiếu. Có lá cách thơm chứ. Ừ. Ăn cái đọt thuốc dồi này nhiều nhiều một chút có đỡ ho. Còn nhiều. Dạ nhiều. Mẹ tính uống hả? Ừ. Uống một chút xíu còn hái thêm nữa. Đâm bỏ chút muối vô con uống. Uống nước dừa hay nước lạnh mà? Mật ong. À, uống mật ong hả? Ừ.
cũng vô bánh tráng dễ ăn hơn. Không bị bể. Bánh tráng này nó dẻo. Có cải nữa nè mà. Cải nó giòn không á. Được mấy lá cơm trái. Chung ăn cái gì mà cuốn rau đồ đó là rau nhiều là ngon. Bánh xèo đồ cái gì ăn phải rau có nhiều. Mình ở nhà ở đây mình đi kiếm rau đầy đủ hơn. Rau rừng đầy đủ. Tháng này chắc có chỗ có mưa rồi đó chị. Có chỗ mưa. Mình đây ui hoài luôn, ngồng ngồng mỗi ngày luôn, ngày nào cũng ui. Mưa mà biết bữa nào nè, chuyển quá chợ. Mấy người chưa cắt lúa trong này, gầu, phải chuyển gầu. Ủa mấy đám lúa chổng vậy chưa cắt nữa chị? Chưa. Biết chừng nào cắt nữa. Làm giấy nè. Này chưa hết tháng 2 mà. Cũng gần gần. Còn tháng 3, hết tháng 3 mới có mưa. Thấy vậy chứ cũng có chỗ mưa rồi đó mẹ. Vì thấy ổng chuyển mà chừng nào mưa biết mà chuyển người ta gầu. Cắt lúa rồi còn lấy gom á. Lấy gom nè. Sớm tôi mua củ cải đỏ mà cũng quên đem ra, tính để đằng sắt cho vô trộn cho có màu được cho đẹp. Mà thấy dao chân giống. Cái cây này hồi lâu thấy tưởng nó mất giống luôn ha.
ta chặt á, bây giờ sao cũng được đó, có trở lại. Cái này cũng mấy cuốn muốn nào ăn nhé. Ăn này mau nó, nhưng mà mình ăn hoài được nó không á. Dạ. Hủ tiếu xào này cũng là cái đạo của cưng, đạo ruột ạ. Món yêu thích nhất là hủ tiếu xào. Làm thì ta ưa hủ tiếu với bánh xèo. Bây giờ có ăn hết thôi, hết muốn ăn. Tuổi đổi khẩu vị. Với lại giờ ăn uống cũng thoải mái hơn xưa, bởi cho nên ít có thèm này. Mẹ anh hồi vô chị ba chơi hả? Không. Nhỏ chị vậy là chị ba ra chơi, tưởng là chị ba ra rước mẹ chấm chơi chứ. Đặt ba cái thuốc nam khoai cho khô. Cái công nhận bức cho mấy nó làm. Gươn mẹ. Dậy đi, chị ba sắt không có cục nhỏ. Cục cho nó đỡ cắt nước. Ăn trắng miệng. Mời cả nhà ăn miếng dưa, trắng miệng. Dưa chín ngọt. Lâu hủ tiếu xào lại ngon á, mình đừng no quá ăn hết nổi. Ăn nước mắm cái ăn dưa lại cái khắc nước á, ăn dưa lại ngon. Thôi một lần nữa em cũng xin cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian ngay xem clip để ủng hộ cho gia đình em. Giờ gia đình em cũng ăn hủ tiếu xào xong cả nhà, giờ em xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo nha. Bye bye. Bye bye.